Em danh nhá, bật cam lên game ơi. Có lịch học offline rồi game đọc chưa? Rồi thế ạ. Ngon nhỉ, thế là 28 tháng 2. Văn Quảng, Có. Tấn Thuận, Có Tú Quỳnh, Bình Minh, Minh Chí, Có. Doãn Minh, Có. Mạnh Cường, Có. Trần Hải, Có. Quốc Vượng, Em có. Huy Linh, Long Vũ, Có. Quốc Long, Huy Bách, Sơn Tùng, Có. Mày có. Thầy Danh ơi, Bình Minh. Minh có ạ, à, em bị kém ạ. Ui, xa thế. Ui. Thầy ơi, Quỳnh Danh cũng Linh. có ạ. Bình tĩnh qua rồi, bình tĩnh nha. Danh Linh. Có. Ngọc Tín. Nam Hải. Có. Việt Anh. Có. Quang Phước. Có. Tất Duy, Khánh Luân, Có. Thái Dương, Có. Tiến Anh, Việt Khánh, Có. Văn Hiếu, Quang Minh, Quang Thái, Có. Việt Hoàng, Có. Hữu Duy, Có. Thành Đạt, Có. Đình Sáng, Có. Suy Bách, Có. Ngọc Hà, Có ạ. Thanh Hùng, Có. Sơn Hải, Thu Hà, Có. Hoàng Yến, Anh Tuấn, Đức Dũng, Có. Anh Hoàng, Có. Đức Dũng. Anh Hoàng, Đan Trường, Có. Quang Huy, Có. Hoài Bảo, Có. Diệu Linh, Có. Phi Có. Long, Kỳ Có. Hồng Sơn, Có. Bảo Duy, Huy Hoàng, Có. Trọng Nhân, Có. Minh Hoàng, Có. Minh Hiếu, Có. Chi Mai, Có. Sinh Tâm, Có. Hải Hà, Có. Xuân Thắng, Có. Phương Anh, Có. Xuân Minh. Chưa? Mình có không? Bảo gì có thế ơi. Mình không có. Việt Cường, Em có. Cường à, hay là Minh? Em Minh ạ. Việt Cường, Trần Đức, Có. Duy Long, Thanh Tùng, Tùng có. Xuân Trường, Có. Sơn Tùng, Em có. Ngọc Vương, Dạ có. Trọng Duy, Tiến Sơn, Dạ có. Thanh Toạn, Ngọc My, Thanh Tùng. Có. Ok, bạn tiếp theo. Ngọc My này, tiếp tục. Linh ạ. À, Tú Quỳnh có. Huy Linh này. Vâng ạ. Tú Toàn Quỳnh này. này. Thấy chưa? Có. Bảo Duy thế ơi, Bảo Duy thế ơi. Bảo Duy này. Duy có thế. Ai? Nên em bị mất tiếng, Trọng Duy ạ, với Trọng Duy. Trọng Duy, Tony này. Duy Long nữa thế ạ. Alo ạ. Duy Long này. Thấy chưa? Còn Ngọc Tín ạ. La Ngọc Tín này. Với Thấy có chưa? Thanh Thanh Toại vừa mới nói đấy thầy. Thành Toạn. Ok chưa cả lớp?
Các em sẽ sang phần chương 7 tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới. Phần này có nhóm nào không nhỉ? Có nhóm 9 bọn em. Nhóm 9 à? Hôm sau các em sẽ học xong, sau đó thầy cho các em ôn tập một tí. Đồng thời thầy sẽ public điểm của các em nhé. Nhóm 9 chuẩn bị xong hết chưa? Ừ, đã xong rồi. Thầy ơi, có một cái project test 2 của lớp 11 thì sau này có kiểm tra không ạ? Đấy chính là cái bài thuyết trình của game này, lấy thành điểm đây này. Em hiểu rồi, em cảm thấy. Thuyết trình là đồng thời lấy điểm test 2 luôn, là đồng thời là lấy điểm hoạt động trên Edodex ấy. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa. Ok nha, bắt đầu. Qua một cái đi hòa. Em sẽ nói về những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Toại ơi. Vâng ạ. Em cho tôm lượng một tí. Vâng vâng, để em xem. Cái mic của em nãy giờ nó bị sao vậy? Để em vào lại cái khác. Vâng, ok rồi. To rồi. Mic là của em hay của thầy nhưng mà to thì nó to rồi. Mic to rồi đấy. Ừ. Vâng. Thì khái niệm văn hóa theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã được UNESCO công nhận về anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam theo nghị quyết 24C1865 của khóa họp 24 hội đồng UNESCO từ 20 tháng 10 cho đến 20 tháng 11 năm 1987. Thì nội dung nghị quyết khẳng định là Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại vì hòa bình, vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người có sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật. Tư tưởng của người là sự kết tinh truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam và hiện thân cho sự khát vọng của các dân tộc trong khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Thì một số nhận thức chung về văn hóa và quan hệ với văn hóa thì Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bốn cách tiếp cận về chủ yếu về văn hóa. Là tiếp cận theo nghĩa rộng, có nghĩa là tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt của con người. Tiếp cận theo nghĩa hẹp là đời sống tinh thần xã hội và kiến trúc thượng tầng. Tiếp cận theo chủ nghĩa hẹp hơn là bàn đến trường học mà một số người đi học, số nạn mù chữ, biết đọc và biết viết, thường xuất hiện ở các bài nói với các đồng bào miền núi. Và cách tiếp cận tiếp theo là theo phương thức sử dụng công cụ sinh hoạt. Thì tháng 8 năm 1943, khi còn ở trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra các quan điểm nhấn mạnh ý nghĩa của văn hóa. Thì người đã viết là về sinh tồn thì cũng như mục đích của cuộc sống là người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, hiểu biết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu cuộc sống và sự đòi hỏi sinh tồn. Qua đi Hoàng. Đấy. Thì theo những lãnh tụ của giai cấp vô sản, trong khi thiết kế xây dựng xã hội tương lai đã nhấn mạnh tới việc cần thiết xây dựng nền văn hóa mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến việc xây dựng một xã hội mới vững chắc lâu dài trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có cuộc cách mạng mang trên lĩnh vực văn hóa. Thì ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi hoạt động cách mạng trong khi tố cáo nền giáo dục thực dân, chính sách ngu dân của Pháp ở Việt Nam đã quan tâm tới việc xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. Trong Chánh cương văn tắc, người nêu ra phương diện xã hội lên hàng đầu, trong đó đề cập tới nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo công nông hóa. Vào năm 1943, người đã có xây dựng nền văn hóa dân tộc gồm 5 điểm lớn. Đó là xây dựng tâm lý, là một tinh thần độc lập tự cường, xây dựng luân lý là biết hy sinh làm lợi cho quần chúng, xây dựng xã hội, mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi cho nhân dân trong xã hội, xây dựng chính trị dân quyền,
và xây dựng kinh tế. Thì sau cách mạng tháng 8, ngay khi đẩy mạnh được cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thì người đã xác định rõ vai trò của văn hóa kết hợp chặt chẽ với văn hóa với kháng chiến là văn hóa hóa kháng chiến và kháng chiến hóa văn hóa, kết hợp kháng chiến với kiến quốc trong sự nghiệp, trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới. Người đã lưu ý tới ba nội dung và ý nghĩa tính chất của nền văn hóa dân tộc, đó là dân tộc, khoa học và đại chúng. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, người chủ trương xây dựng nền văn hóa mới có nội dung chủ hội, nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, Việt Nam có sự vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin. Người quan tâm từ sớm khi đang tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, người chủ trương xây dựng văn hóa toàn diện, bao gồm văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt người nhấn mạnh những nét đặc sắc trong đạo đức của nền văn hóa phương Đông. Thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam gồm có ba mặt thống nhất với nhau. Thứ nhất, đó là củng cố, bảo tồn và phát huy những giá trị dân tộc. Thứ hai là khắc phục những thiếu hụt của văn hóa truyền thống. Cuối cùng là tạo ra những giá trị của nền văn hóa tương lai, hoàn thiện nhân cách và hướng con người tới chân thiện mỹ. Ông Hoàng ơi. Tiếp theo đi. Tiếp theo sẽ trình bày về cái phần đó là quan điểm của Hồ Chí Minh về các cái vấn đề chung của văn hóa. Thì đi về ý thứ nhất, đó là quan điểm về vị trí và vai trò văn hóa trong đời sống xã hội. Thì về vị trí, nó là văn hóa, nó là cái đời sống tinh thần của xã hội và nó thuộc vào kiến trúc thượng tầng. Hồ Chí Minh là đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội và tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội, và các vấn đề này có quan hệ mật thiết với nhau. Trong cái mối quan hệ với chính trị xã hội thì Hồ Chí Minh cho rằng chính trị xã hội có được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng. Chính trị giải phóng sẽ mở đường cho văn hóa phát triển. Ở Việt Nam thì tiến hành cách mạng chính trị thực chất nó là tiến hành các cái cuộc cách mạng giải phóng dân tộc để giành lại chính quyền, cũng như giải phóng chính trị, giải phóng xã hội, và từ đó ta sẽ giải phóng được cái văn hóa và mở đường cho việc phát triển văn hóa. Trong cái quan hệ với kinh tế thì Hồ Chí Minh chỉ rõ ra kinh tế thuộc về cơ sở hạ tầng, là nền tảng của việc xây dựng văn hóa. Từ đó thì người đưa ra cái luận điểm rằng đó là phải chú trọng xây dựng kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng có điều kiện xây dựng và phát triển văn hóa. Theo người viết đó là văn hóa nó là một kiến trúc thượng tầng, nhưng cơ sở hạ tầng của xã hội là kiến thiết rồi, văn hóa với kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển được. Tiếp đi hả? Văn hóa nó cũng không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Thì đứng trên cái lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin thì Hồ Chí Minh không nhấn mạnh vào một chiều về sự phụ thuộc thụ động cũng như thụ động của văn hóa và kinh tế, cũng như là chờ cho kinh tế phát triển xong hoặc mới phát triển văn hóa, mà người cho rằng là văn hóa có cái tính tích cực chủ động, đóng vai trò to lớn như một cái động lực thúc đẩy phát triển của kinh tế và chính trị. Theo người nói thì trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh được công cuộc khôi phục kinh tế cũng như phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc cấp thiết để xây dựng nước nhà thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Cũng như đó thì văn hóa là phải ở trong kinh tế và chính trị, có nghĩa là văn hóa nó phải tham gia thực hiện những cái nhiệm vụ chính trị để thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. Thì về quan điểm này nó không chỉ định hướng cho việc xây dựng một cái nền văn hóa ở Việt Nam mà còn định hướng cho mọi hoạt động văn hóa khác. Mà văn hóa ở trong kinh tế và chính trị đó cũng không có nghĩa là kinh tế và chính trị cũng phải có tính văn, cũng có nghĩa là kinh tế và chính trị cũng phải có tính văn hóa.
điều mà chủ nghĩa xã hội và thời đại hiện nay đang đòi hỏi. Ngày nay thì trong cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng tư tưởng của Hồ Chí Minh thì Đảng ta đã chủ trương gắn văn hóa với phát triển, chủ trương đưa ra giá trị văn hóa thâm sâu vào kinh tế và chính trị, làm cho văn hóa vừa thực sự là một mục tiêu và cũng là vừa là động lực để có thể xây dựng và phát triển đất nước. Tiếp theo được rồi. Về các cái quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa thì ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ra đời thì Hồ Chí Minh đã bắt tay vào cái công việc xây dựng nền văn hóa mới. Thì nhiều vấn đề về văn hóa đã được đặt ra và giải quyết ở những ngày đầu của chính quyền cách mạng, như đó là giải quyết về các nạn dốt, giáo dục nhân dân về tinh thần cần kiệm liêm chính, cấm hút thuốc phiện hoặc là lương giáo đoàn kết và tự do tín ngưỡng. Xong thì nền văn hóa mới mà nhân dân và đất nước xây dựng theo cái tư tưởng của Hồ Chí Minh thì bao hàm ba cái tính chất nổi bật, đó là tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng. Về tính dân tộc thì của nền văn hóa được Hồ Chí Minh biểu đạt bằng cái khái niệm như đặc tính dân tộc, cốt cách dân tộc, nhằm để nhấn mạnh vào chiều sâu bản chất đặc trưng của văn hóa dân tộc, giúp phân biệt và không nhầm lẫn với các văn hóa của dân tộc khác. Thì theo quan khái niệm này thì người cho rằng để được như vậy phải trau dồi cho văn hóa văn nghệ của tinh thần thuần túy Việt Nam, phải lột tả được hết cái tinh thần dân tộc. Người cho rằng nếu dân tộc hóa mà phát triển được đến cực điểm thì tức là đến chỗ thế giới hóa nó, vì lúc bấy giờ văn hóa thế giới sẽ phải chú ý đến văn hóa của mình và văn hóa của mình sẽ chiếm được định vị ngang với nền văn hóa thế giới. Tính dân tộc ở đây của nền văn hóa nó không chỉ thể hiện ở cái việc chỉ biết giữ gìn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhân dân, mà còn phải phát triển những cái truyền thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với điều kiện lịch sử của dân tộc, của đất nước. Tiếp theo đó về tính khoa học thì tính khoa học của nền văn hóa mới được thể hiện ở cái tính hiện đại tiên tiến, thuận với trào lưu tiến hóa của thời đại. Tính khoa học của văn hóa nó cũng đòi hỏi phải đấu tranh chống lại những cái trái với khoa học, phản tiến bộ và truyền bá tư tưởng triết học Marxist, đấu tranh chống lại chủ nghĩa duy tâm, thần bí, mê tín dị đoan, và phải biết gặn đục khơi trong kế thừa những cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa của nhân loại. Tiếp theo đó là về tính đại chúng của văn hóa, đó là nó được thể hiện ở chỗ nền văn hóa nó phải phục vụ được nhân dân và do nhân dân xây dựng. Theo Hồ Chí Minh thì văn hóa phục vụ ai? Cố nhiên chúng ta phải nói là phục vụ nông binh, tức là phục vụ đại đa số nhân dân. Tiếp theo. Là ngược 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 lại một cái, trôi qua một sai đấy. Về quan điểm về chức năng của nền văn hóa, nó là chức năng của văn hóa nó rất phong phú và đa dạng, thì Hồ Chí Minh cho rằng văn hóa nó có ba cái chức năng chủ yếu, đó là bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp. Tư tưởng và tình cảm nó là hai cái vấn đề quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của con người, và lý tưởng nó là điểm hội tụ của những tư tưởng lớn của một đảng, một dân tộc. Đối với dân tộc Việt Nam thì đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã chỉ ra được cái chức năng hàng đầu của văn hóa, nó là phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do, phải làm thế nào cho ai cũng có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung và quên lợi ích riêng. Về tình cảm lớn thì theo Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, yêu tính trung thực, chân thành, thủy chung, ghét những thói hư tật xấu, sự xa đọa. Về chức năng tiếp theo đó là mở rộng hiểu biết và nâng cao dân trí. Thì nói đến văn hóa thì phải nói đến dân trí, đó là một cái trình độ hiểu biết và vốn thức của con người. Nâng cao dân trí là
bắt đầu ở việc con biết đọc, biết viết và để hiểu biết các lĩnh vực khác của đời sống. Về chức năng tiếp theo đó là bồi dưỡng những cái phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh, hướng con người đến chân thiện mỹ để hoàn thiện bản thân. Thì phẩm chất và phong cách được hình thành từ đạo đức, lối sống cũng như thói quen cá nhân và phong tục tập quán của cả cộng đồng. Thì phẩm chất và phong cách thường có mối quan hệ gắn bó với nhau. Mỗi người có nhiều phẩm chất, trong đó thì có phẩm chất chung và phẩm chất riêng tùy theo nghề nghiệp, vị trí công tác, cùng với các cái phẩm chất thường được thể hiện qua các cái lối sống sinh hoạt, làm việc cũng như lối ứng xử ở trong xã hội. Những cái phẩm chất và phong cách tốt đẹp làm nên giá trị con người. Văn hóa giúp con người hình thành phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh thông qua phân biệt cái đẹp, lành mạnh với cái xấu, hư hỏng, cái tiến bộ với cái lạc hậu, bảo thủ, càng ngày càng dám vươn vai vươn tới các cái chân thiện mỹ để hoàn thiện bản thân. Với ý nghĩa đó thì Hồ Chí Minh đã chỉ rõ ra được đó là phải làm thế nào cho văn hóa được thấm sâu vào tâm lý quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được những cái tham nhũng, lười biếng, phù hoa xa xỉ, văn hóa phải soi đường cho được quốc dân đi. Lần tiếp theo đi. Tiếp theo là tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa, bao gồm những lĩnh vực như là về giáo dục, nghệ thuật và đời sống. Đầu tiên là quan điểm về giáo dục. Tiếp không? Thì theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hóa giáo dục là thực hiện cả ba chức năng của văn hóa bằng giáo dục, có nghĩa là bằng dạy và học. Đó là đào tạo những con người toàn diện, vừa có đức, vừa có tài, những công dân biết làm và đủ điều kiện làm chủ để xây dựng và bảo vệ đất nước. Và đó là cải tạo tri thức cũ, còn đào tạo tri thức mới, thực hiện công nông tri thức hóa, tri thức công nông hóa, xây dựng đội ngũ tri thức ngày càng đông đảo, trình độ ngày càng cao. Và chương trình nội dung dạy và học cần phải thật khoa học, hợp lý, phù hợp với những bước phát triển của nước ta, phản ánh được mục tiêu không chỉ dạy và học chữ mà phải dạy và học để làm người. Tiếp theo là học cần phải đi đôi với hành, và lý luận phải liên hệ với thực tế, học tập phải kết hợp với lao động, phải luôn luôn gắn nội dung giáo dục với thực tiễn Việt Nam. Và có như vậy thì văn hóa giáo dục mới có tính hướng đích đúng đắn, rõ ràng, thiết thực. Và tiếp theo là cần phải tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, trường phải ra trường, lớp phải ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, đồng thời phải phối hợp cả ba khâu của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục. Và cái cuối cùng là, và rất là phổ biến, đó là học ở mọi nơi, mọi lúc, học mọi người, học suốt đời, và phải coi trọng việc tự học, tự đào tạo và đào tạo lại. Vấn tiếp theo. Tiếp theo là quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa và nghệ thuật. Thì đối với bác thì văn nghệ là mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong bức tranh cách mạng và trong xây dựng xã hội mới, con người mới. Và mục tiêu của văn hóa và bởi vậy phần lớn những cái tác phẩm của người là thường viết về những đề tài như là đấu tranh cách mạng hay là khuyến khích lòng yêu nước của nhân dân, qua đó tác động một phần rất lớn đến những cuộc cách mạng ở trong lịch sử của nước ta. Tiếp theo thì văn nghệ phải gắn với thực tiễn đời sống của nhân dân. Và thực tiễn đời sống nhân dân là lao động, chiến đấu, sinh hoạt và xây dựng xã hội mới. Văn nghệ phản ánh và hướng thực tiễn ấy phát triển theo quy luật của cái đẹp, và cái đẹp của cuộc sống đang vận động và biến đổi do con người tạo ra, đồng thời cũng tạo ra sự hoàn thiện của con người, thì không chỉ là cái đẹp siêu thực vĩnh hằng
Và theo tinh thần đó thì Hồ Chí Minh yêu cầu nghệ sĩ văn nghệ phải thật hòa mình với quần chúng. Nguồn nhựa sống sáng tác của nhà văn là từ nhân dân, và nhà văn quên điều đó thì nhân dân cũng sẽ quên nhà văn. Và quan điểm trên của bác thì cũng mang lại cho nền nghệ thuật cách mạng ở nước ta tính dân tộc, tính nhân dân và tính hiện thực sâu sắc. Và phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nước, của dân tộc, phải phản ánh cho hay, cho chân thật và hùng hồn với sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Và bác cũng đã từng nói với các văn nghệ sĩ rằng quần chúng đang chờ đợi những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại vẻ vang của chúng ta. Quần chúng mong muốn những tác phẩm có nội dung chân thật và phong phú, có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem thì muốn xem rồi thì có bổ ích. Và theo người thì một tác phẩm văn chương không phải dài mới hay. Khi nào tác phẩm ấy chỉ diễn đạt vừa đủ những điều đáng nói, khi nó được trình bày sao cho mọi người ai cũng hiểu được. Và khi đọc xong độc giả phải suy ngẫm thì tác phẩm ấy mới được xem như là một tác phẩm hay và biên soạn tốt. Và người cũng từng nói rằng về nội dung viết mà các cô, các chú gọi là đề tài, thì tất cả những bài bác viết chỉ có một đề tài, đó là chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và đó là đề tài bao trùm của giới văn nghệ sĩ nước nhà và thể hiện bằng nhiều thể loại, nhiều tác phẩm. Chính điều đó mở ra một con đường sáng tạo không giới hạn của văn nghệ sĩ. Và cuối cùng là quan điểm của bác về văn hóa đời sống. Thì Hồ Chí Minh đã phát động phong trào xây dựng đời sống mới và viết ra tác phẩm đời sống mới để hướng dẫn thực hiện những nếp sống trong xã hội. Khái niệm đời sống mới mà bác đưa ra bao hàm cả đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới. Đạo đức mới được đề cập ở phần tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Ở đây chỉ là trình bày về lối sống và nếp sống mới. Lối sống mới là lối sống văn minh tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Còn xây dựng lối sống mới thì Hồ Chí Minh đòi hỏi cần phải sửa đổi những việc cần thiết, phổ thông trong đời sống của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, ăn ở, đi lại và cách làm việc. Đó là năm cách sửa đổi không chỉ với mỗi người mà còn cho cả tập thể và cộng đồng. Và bác còn dạy chúng ta rằng chẳng những phải kế thừa mà còn phải phát triển những thuần phong mỹ tục, đồng thời phải biết cải tạo những phong tục tập quán lạc hậu. Việc sửa đổi những thói quen, phong tục tập quán không còn phù hợp, phải bỏ những thói quen xấu, xây dựng những cái tốt là công việc rất khó khăn, phức tạp. Và bác đã khuyến cáo rằng thói quen rất khó đổi, cái tốt mà lạ người ta có thể cho là xấu, cái xấu mà quen thì người ta lại cho là thường. Vì vậy phải nâng cao nhận thức, phải phấn đấu kiên trì mới có thể xây dựng được những thói quen, phong tục tập quán mới, thực hiện đời sống mới. Thưa thầy, bọn em sẽ nói về phần 2 là tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Thầy nghe được em không thầy? Có nghe em ơi. Thì ở phần 2 này mà em sẽ nói về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, thì nó có 3 phần, sẽ là quan điểm về vai trò sinh mệnh của đạo đức, quan điểm về những chuẩn mực của đạo đức cách mạng và quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. Đầu tiên sẽ vào phần 1. Thì đầu tiên ta sẽ xét đạo đức là gốc của người cách mạng. Thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà tư tưởng, một lãnh tụ cách mạng, đã bàn rất nhiều về vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rất sâu sắc, phong phú cả về lý luận cũng như thực tiễn, trở thành một bộ phận vô giá của văn hóa dân tộc cũng như là nhân loại. Nó là một sức mạnh to lớn làm nên thắng lợi cách mạng của Việt Nam. Khi đánh giá vai trò của đạo đức trong đời sống, thì từ rất sớm Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể lãnh đạo được nhân dân. Người cho rằng làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề.
sức có mạnh mới gánh được nặng đi, mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Như vậy trong tư tưởng Hồ Chí Minh thì có đức và tài, hồng chuyên, phẩm chất và năng lực thống nhất là một. Trong đó thì đức là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên, phẩm chất là gốc của năng lực. Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh thì sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội chưa phải là ở lý tưởng cao xa, ở mức sống vật chất dồi dào, ở tư tưởng được tự do giải phóng, mà trước hết là những giá trị đạo đức cao đẹp, ở phẩm chất của những người cộng sản ưu tú bằng tấm gương sống và hành động của mình, chiến đấu cho lý tưởng đó trở thành hiện thực. Hồ Chí Minh cho rằng là phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của loài người, không chỉ do chiến lược, sách lược, thiên tài của cách mạng vô sản, mà còn là do những phẩm chất đạo đức cao quý. Nó làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành một sức mạnh vô địch. Tiếp theo sẽ nói về quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Next tiếp slide tiếp thôi. Thì quan điểm về những chuẩn mực đạo đức trong cách mạng, ta sẽ nói đến chung với nước, hiếu với dân. Chung và hiếu là những khái niệm cũ trong tư tưởng đạo đức Việt Nam và phương Đông, phản ánh mối quan hệ lớn nhất và cung cấp phẩm chất đạo đức bao trùm nhất, như là chung với vua, hiếu với cha mẹ. Hồ Chí Minh đã mượn cái khái niệm chung hiếu này trong tư tưởng đạo đức truyền thống và đưa nó vào nội dung mới, chung với nước và hiếu với dân, tạo nên một cuộc cách mạng trong quan điểm về đạo đức. Người nói đạo đức cũ như người đầu ngược xuôi đất trồng lên trời, đất chân trồng lên trời. Đạo đức người như người hai chân đứng vững dưới, được dưới đất, đồm ngược lên trời. Hồ Chí Minh cho rằng chung với nước phải gắn liền với hiếu với dân, vì nước là nước của dân, còn dân thì lại là chủ nhân của nước. Bao nhiêu quyền hành vật lượng đều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Cán bộ là đầy tớ ở nhân của dân chứ không phải là quan cách mạng. Về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người, là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày nay ta đề ra cần kiệm liêm chính cho cán bộ, thực hiện làm gương cho nhân dân để đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Với ý nghĩa như vậy thì cần kiệm liêm chính, chí công vô tư cũng là một biểu hiện cụ thể, một nội dung phẩm chất của chung với nước, hiếu với dân, cũng như là khái niệm trung hiếu, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư cũng là những khái niệm cũ trong đạo đức truyền thống dân tộc, được Hồ Chí Minh lọc bỏ những nội dung không phù hợp và đưa vào nội dung mới đáp ứng yêu cầu của cách mạng. Cần siêng năng chăm chỉ, tức là lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có năng suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh. Kiệm thì là tiết kiệm của nước, của dân, không xa xỉ hoang phí bừa bãi. Liêm là luôn tôn trọng và luôn tôn trọng của công, của dân, phải trong sạch, không tham lam. Chính là thẳng thắn, đứng đắn. Thương yêu con người, sống cố tình. Thương yêu con người được Hồ Chí Minh xác định là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất. Người nói, người cách mạng là người giàu tình cảm. Có tình cảm cách mạng mới đi làm cách mạng. Vì yêu thương nhân dân, yêu thương con người mà chấp nhận gian khổ, hy sinh để đem lại độc lập, tự do, cơm áo, ấm no, hạnh phúc con người. Có tinh thần quốc tế trong sáng thì chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Nó bắt nguồn từ bản chất của giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi quốc gia dân tộc. Nội dung của chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng lớn và sâu sắc, là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc và nhân dân đất nước, với những người tiến bộ trên toàn cầu, chống lại mọi sự chia rẽ, bất thù, bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc. Phần 3 em sẽ nói về quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. Thì nguyên tắc xây dựng đạo đức mới là
Nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức. Hồ Chí Minh coi đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. Điều này được Hồ Chí Minh khẳng định từ những năm 20 của thế kỷ 20 trong tác phẩm Đức Cách Mệnh. Vì bản thân Hồ Chí Minh là tấm gương sáng tuyệt vời về lời nói đi đôi với làm. Nói đi đôi với làm là đặc trưng của bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng. Nói đi đôi với làm đối lập hoàn toàn với đặng thói đạo đức giả của giai cấp bóc lột, nói một đằng làm một nẻo, thậm chí nói mà không làm. Xây đi đôi với chống, thì để xây dựng một nền đạo đức mới cần phải kết hợp giữa xây và chống. Trong đời sống hàng ngày, những hiện tượng tốt xấu, đúng sai, đạo đức và vô đạo đức thường đang xem nhau, đối chọi thông qua những hành vi con người khác nhau, thậm chí mỗi con người. Chính vì vậy, thì việc xây dựng chống trong lĩnh vực đạo đức rõ ràng không đơn giản. Xây phải đi đôi với chống, muốn xây phải chống, mà chống là nhằm mục đích xây. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Một nền đạo đức mới chỉ có thể được xây dựng trên một sự tự giác, tu dưỡng đạo đức của mỗi người. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng phải làm thế nào để mỗi người tự nhận thấy là trao dồi đạo đức là một việc sung sướng và đáng nhất trên đời. Với nhắc lại luận điểm của Khổng Tử, chính tâm tu thân, và chỉ rõ chính tâm tu thân tức là cải tạo. Cải tạo cũng là phải trường kỳ gian khổ, vì đó là một cuộc cách mạng trong chính bản thân của mỗi người. Bồi dưỡng tư tưởng mới để đánh thắng tư tưởng cũ, đoạn tuyệt với con người cũ để trở thành con người mới, không phải là một công việc dễ dàng. Dù khó khăn gian khổ, nhưng muốn cải tạo nhất định thành công. Em xong phần của em. Tiếp theo là sẽ đến phần 2. Thưa thầy, em sẽ kết được trình bày phần sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Thì việc tu dưỡng đạo đức là một việc hết sức quan trọng, và đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, cụ thể là đối với sinh viên. Thì bởi vì là sinh viên là tương lai của đất nước, vận mệnh đất nước có mạnh hay không thì đều phụ thuộc vào thế hệ trẻ ngày nay. Thì Bác Hồ có cho rằng là thanh niên hiện nay là cần phải có tài có đức. Thì người đã khẳng định đó là thanh niên phải có đức và có tài, có tài không có đức thì cũng ví như là một người anh làm kinh tế tài chính giỏi nhưng lại thiếu đi phẩm chất đức hạnh thì cũng không có làm có lợi ích gì cho xã hội, mà còn làm hại xã hội nữa. Thì nếu mà có đức mà không có tài thì cũng ví như là ông Bụt cũng chẳng làm được gì, cũng chẳng có lợi ích gì đối với đất nước. Thì thực hành tốt đạo đức cách mạng giúp người ta vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong xã hội thì mỗi người mỗi việc vị trí tài năng khác nhau, nhưng mà ai giữ được đạo đức cách mạng thì đều là người cao thượng. Tiếp. Thì đây là có một ý nữa, đó là thế hệ trẻ là kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đức Hồ Chí Minh. Thì Bác Hồ đây có nêu rõ đó là thứ nhất đó là yêu tổ quốc. Thì yêu tổ quốc đây thì cái biểu hiện đơn giản đó là nếu mà muốn yêu tổ quốc thì làm sao cho đất nước càng trở nên giàu mạnh, và yêu nhân dân thì ở đây là biết san sẻ, biết chia sẻ, biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống để cùng đi lên, là yêu chủ nghĩa xã hội. Thì ở đây cũng là yêu tổ quốc, yêu nhân dân thì nó gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, tiến lên một đất nước là càng ngày càng ấm no hạnh phúc, thì yêu lao động. Thế là nếu mà muốn đất nước đi lên thì chúng ta phải lao động hàng ngày và phát triển để có một đất nước giàu mạnh và hạnh phúc. Thế là yêu khoa học kỷ luật. Đấy,
Vậy là làm thế nào để có những cái phẩm chất đó? Thì thứ nhất đó là chẳng có cách nào khác ngoài việc chúng ta phải rèn luyện cái đức tính cho bản thân mỗi ngày, nó trung thành, tận tụy, thật thà và chính trực, và xác định rõ nhiệm vụ của bản thân mình, kết hợp đi đôi giữa học tập và rèn luyện, chống các cái thói xấu như là khinh lao động, nhất là lao động chân tay, chống lười biếng, chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang. Mỗi khi làm một việc gì thì phải trả lời được câu hỏi đó là học để làm gì, học để phục vụ ai, và xác định rõ thế nào là tốt là xấu, và xác định rõ là ai là bạn là thù. Tiếp. Thì trong cuộc sống hiện nay thì có rất nhiều các tấm gương mà chúng ta có thể học hỏi và theo học hỏi và học hỏi được nhiều ở trong cuộc sống. Có rất nhiều các phong trào mà nổi lên để giúp đỡ những thanh niên, phong trào thanh niên ở các trường đại học hay là ở khu vực nào để giúp đỡ những người khó khăn ở các vùng cao, hay là những cái tấm gương về những bạn sinh viên, học sinh sinh viên trẻ mà đạt được những cái giải thưởng cao, những giải thưởng quốc tế mang vinh dự cho đất nước, là hay đơn giản là trong một khuôn viên, trong một ngôi trường đại học thì có những sinh viên đạt được những thành tích và có những cái hoạt động mà để trở thành sinh viên xuất sắc. Bên cạnh những cái tấm gương đó thì cũng có không ít những bạn sinh viên có lối sống lệch lạc và không đúng theo chuẩn đạo đức. Cụ thể là hút chích hay là tụ tập đua xe, ăn chơi đua đòi. Tiếp theo. Thì cái phần học tập và nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh thì đó là Bác có nêu rõ, đó là chung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Thứ hai là nó cần kiệm liêm chính, chính công vô tư, đời sống trong sáng, nhân sinh giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Thì bác thứ tiếp theo là đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người. Và cuối cùng đó là tấm gương về ý chí, nghị lực, tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nan, gian nguy để đạt được mục đích sống. Và tiếp. Đó, và hết là đấy là phần trình bày của em. Sau đây là đến phần trả lời câu hỏi CQ. Sâu CQ lên đi kem. Chạy quý chưa? À ok. Thì tiếp theo đây là đến phần QG của nhóm bọn em. Thì phần quiz hôm nay thì cũng khá là dễ nên hy vọng mọi người có thể tham gia đầy đủ tí. Và em cũng xin phép thầy là sẽ cộng điểm cho năm bạn có điểm số cao nhất ạ. Kèo. Linh vẫn chưa khỏi Covid à? Chưa, em vừa bị phát hiện là bị dương tính hôm qua. Nhìn nói chung là vẫn khỏe đúng không? Hơi mệt thế ạ. Mạnh mẽ đây nè ạ.
Học xong môn này thì Covid nào nó không thể nhập được nữa. Ok. Thì mã code mình có để ở đây là 934952 ạ. Mọi người có thể vào. Mọi người có vào được không ạ? Đấy, đây chưa thấy có ai vào. Một thế thì chắc la hay sao mà đây thầy. Thầy không nhìn thấy bạn nào vào thật. Thế để em tặng lại. Có 25 người rồi đấy. Bạn thử thấy này. Bạn thử gửi link lên vào. Nhấn vào cái chỗ chia sẻ thông qua link ấy. Ở trên chỗ bắt đầu ấy. Ok đấy. 13 bạn rồi kìa. Câu hỏi nó cũng khá là dễ, mà mọi người có thể tham gia để đủ. Câu hỏi thấy cũng có ở trong cái phần thuyết trình của nhóm bọn mình hết ạ. Hai phút để cả lớp vào nhé, các em nhé.
Rồi em xin phép bắt đầu luôn phần PC ạ. Thì câu hỏi đầu tiên thì theo Hồ Chí Minh có bao nhiêu định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc, 4, 8, 5 hay là 3? Câu hỏi tiếp theo. Thì lần đầu tiên Hồ Chí Minh đưa ra định nghĩa về văn hóa là khi nào? Tháng 7 năm 1942, tháng 9 năm 1943, tháng 8 năm 1943 hay là tháng 9 năm 1942? Theo Hồ Chí Minh, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng, cơ sở hạ tầng hay là cả hai phương án trên? Theo Hồ Chí Minh thì đạo đức là nhân tố tạo nên sức mạnh, sức hấp dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội hay là sức mạnh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa Mác Lênin? Những câu hỏi này đều nằm ở trong phần thuyết trình của nhóm mình đấy ạ. Dẫn đầu đang là bạn HA140592. Rồi tiếp theo thì nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đạo đức suốt đời, nếu gương về đạo đức, xây dựng để đi đôi, sẽ đi đôi với chống hay là nói đi đôi với làm. Dẫn đầu vẫn là bạn HM140592. Rồi câu hỏi tiếp theo. Đâu là chuẩn mực đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Hồ Chí Minh? Cần kiệm liêm chính sáng suốt, cần kiệm liêm chính tự do hay là cần kiệm liêm chính chỉ công vô tư? Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Yêu thương con người được Hồ Chí Minh xác định là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Người nói người cách mạng là người giàu tình cảm, có tình cảm cách mạng mới yêu thương được, mới yêu thương con người, mới đi làm cách mạng hay là mới là người cách mạng? Hồ Chí Minh cho rằng văn hóa có tính dân tộc, khoa học và đại chúng, dân tộc, khoa học và nhân bản hay là dân tộc, khoa học và nhân dân?
Dẫn đầu vẫn là bạn HE140592 và tiếp theo đó là bạn HE140803 vị trí thứ hai. Theo Hồ Chí Minh, tín đại chúng của nền văn hóa là phải phục vụ nhân dân và do nhân dân xây dựng thêm, nhà nước xây dựng lên, nhà nước xây dựng thêm hay là nhân dân xây dựng lên. Tính khoa của văn hóa đòi hỏi phải đấu tranh chống lại chủ nghĩa duy tâm thần bí, mê tín dị đoan, phải biết được khơi dậy là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu bởi bản sắc văn hóa nhân loại, tinh hoa văn hóa nhân loại, truyền thống văn hóa nhân loại hay là tính dân tộc của văn hóa nhân loại.
Phần quý gì của bọn em đến đây là kết thúc ạ. Thì đây là danh sách những bạn đạt điểm số cao nhất. Cho thì tên thật của các em nhé. Các bạn comment mã sinh viên lại tên ở khu chat thì thầy có thể biết ạ. Linh nghe nói có vẻ hơi khó thở nhỉ đúng không em? Vâng, em đang hơi mệt. Sắp ngất rồi ạ. Một bạn khác nói được. Câu hỏi trên screen này. Edunex ok này, sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào? Thầy định tóm tắt lại kiến thức của phần này. Thế nhưng mà chắc là để là hoạt động trên Edunex đi, hôm sau thì thầy sẽ giảng nguyên một chương bởi vì nó là nằm trong chung một bài này. Nhá. Bây giờ các em show phần Edunex ra. Thầy thống kê một tí nhé. Hiện tại tổng số comment của các em là 113. 50 bạn đã vote sao, bạn Phan Quang Huy và bạn Nguyễn Ngọc My đang dẫn đầu. Các em ơi, cho thầy cái số thứ tự của các em ấy, mã sinh viên cộng với số thứ tự, ví dụ như là Nguyễn Ngọc My số bao nhiêu chẳng hạn. Số bao nhiêu trên FVP đấy. Nhóm thuyết trình cử một bạn review ở trên nhé. Thì quên mất chưa setup thuyết trình ở trên Edunex. Set up vào đây là cho nhóm em là nhóm mấy nhỉ? Nhóm 9 thôi. Nhóm 9, nhóm phản biện là nhóm 10. Cho một bạn show đi game ơi. Ngọc Hà 33, Thành Đạt 30, Ngọc My. Các em sâu nốt phần Edunex đi. Bạn nào review đấy? Lớp mình có những bạn nào hay phát biểu như kem nhỉ? Nhóm thuyết trình các em đọc lên đi. Nhớ nhiệm vụ phản hồi các em nhé. Tất cả các lớp đều phản hồi thì nhưng mà chủ yếu là nhóm thuyết trình. Bởi vì công việc của các bạn ấy là như thế.
Bạn Ngọc My có câu hỏi dành cho nhóm thuyết trình thì nhá, các em có tương đối câu hỏi đấy. Thì luôn em có trả lời câu hỏi là của bạn Nguyễn Đông Vi là chứng minh chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, thì bạn Tín đã có trả lời là sự nghiệp văn hóa lớn nhất và quan trọng nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh là đã tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn và lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Và sự nghiệp giải phóng dân tộc do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đem lại địa vị xứng đáng cho nền văn hóa dân tộc của Việt Nam. Và không chỉ vậy, sự nghiệp này còn có ý nghĩa to lớn đối với nền văn hóa thế giới và đã chỉ ra cho nhân dân các nước thuộc địa con đường đứng lên đập tan, xiển xích nô lệ và giành độc lập tự do cho đất nước mình, và từ đó góp phần vào xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới ạ. Trong hoặc có thể nói là ở Hồ Chí Minh thì sự nghiệp giải phóng dân tộc luôn song hành với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới và thắng lợi cho giải phóng. Theo bạn Trần Hồng Linh thì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì học sinh cần phải trau dồi kiến thức không ngừng và luôn tư duy sáng tạo kết hợp với việc học và hành. Học phải đi đôi với hành thì mới có hiệu quả, nhưng xã hội hiện nay thì có tài không đức là vô dụng. Song với việc học hành thì cần phải rèn luyện đạo đức.
về đạo đức và cần lấy những người vị trí học tập làm gương phấn đấu và luôn thay đổi phương pháp học tập để việc học tập trở nên thú vị và đạt được hiệu quả cao. Việc học tập phải đưa lên hàng đầu và không nên xa lãng việc học. Suy nghĩ đến tương lai của học tập, nhìn lại một vị lãnh tụ vĩ đại nhất của đất nước, một người có tinh thần hỏi cao và tức tính đức độ, dù ở đâu là ở nơi nào thì chúng ta cũng phải học hỏi, có vậy mới tiếp thu được những cái mới ở trong cuộc sống. Như câu đi một ngày đàng học một sàng khôn, bất cứ nơi đâu được học cũng là trên hết, học học nữa học mãi, câu nói chứa hàm ý sâu rộng của Lenin đã cho ta thấy từ hồi nhỏ phải học hỏi lẫn nhau. Thì bạn Hải đã có góc nhìn là có đạo đức cách mạng thì mới hoàn thành được sự nghiệp cách mạng vẻ vang, sự nghiệp cách mạng của chúng ta là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng người Việt Nam, thì nhờ đó trở nên đủ ăn, từ đủ ăn trở nên khá, thì khá trở nên giàu và giàu lại càng giàu thêm. Sự nghiệp nó rất cao cả của nhân văn, đòi hỏi là có những nhận phẩm chất tương ứng ạ. Bạn Ngọc Hà comment cũng tương đối nhiệt tình, có mấy cái cũng rất tốt. Xin mời. Thì thống kê nhé, hiện tại là bạn Phan Quang Huy và bạn Nguyễn Ngọc My đang dẫn các chỉ số của các em. Và trên bảng xếp hạng thì bạn Ngọc Hà nhiều like thế nhưng mà chưa thế này số. Vâng, anh với cả ấy. Phạm Phương Anh với cả Chi Mai hoạt động rất tốt. Để trả lời nhé. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta học cái gì các em nhỉ? Cái cần kiệm. Đúng không? Đó là chuyên cần và tiết kiệm. Tiếp theo là gì? Chí công vô tư ở đây là gì? Chính mà không tà. Tiếp theo là học tập tinh thần yêu nước, rồi là gì?
học tập thật tốt để vì ngày mai lập nghiệp. Bởi vì quan trọng nhất đối với học sinh sinh viên vẫn là cái gì các em? Vẫn chính là học tập thôi, đúng không cả lớp? Nhiều bạn mà comment mà hay thì thấy hay, và có những câu hỏi tốt thì thầy vẫn sẽ cộng điểm với các em nhé. Nếu như một bạn hoạt động tích cực thì thấy bạn Mai này, bạn Phương Anh này, bạn Ngọc Hà, bạn Phi Long, thì mấy bạn là nảy số liên tục, bạn My câu hỏi cũng được nhé. Thì hôm sau thì sẽ review lại tổng lại bài này, sau đó là thầy cho các em làm một vài cái dạng đề cơ bản để trước khi các em đi thi nhé. Sau đó thì public điểm của các em, ok. Bây giờ thì các em có thể nghỉ rồi, chào cả lớp. Chào thầy. Chào thầy.